Xin chào quý vị khán thính giả. Bây giờ cũng là đêm muộn rồi. Thì hôm nay Khánh Duy có chút việc thì ban ngày không thể vào ngồi máy thu âm được đấy mà mọi người. Thì đêm giờ sẽ đọc bù. Còn đăng được bao lúc nào thì không biết. Thế nhưng mà có thể đăng muộn hoặc là có thể là sáng mai. Nhưng sáng mai thì các bạn có thể đọc bù, nghe bù vào ngày mai. Thì chắc chắn là Khánh Duy không bao giờ để lỡ. Các bạn nghe kênh lâu thì các bạn biết. Bây giờ không bù thì sau này sẽ là bù. Mặc dù là chẳng ai đề ra cái quy định đấy cả ngoài Khánh Di à, thì bây giờ đêm muộn cái cam nó không được sáng thì mình giữ giấc ngủ cho mọi người ấy. Thì mình sẽ tắt bớt cam đi. Rất may là chúng ta là nghe chuyện thì mong mọi người thông cảm. Chúng ta vào câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 68 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 68 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói Khoa Phụ Mão cũng giống như Diệp Húc, đều là vũ sĩ tam đan cảnh, cao hơn Diệp Húc tầm 7-8 cảnh giới nhỏ, luyện thành nguyên đan mà thôi. Thiên Điêu Cung là nơi nào đây? Đó là một đại phái yêu tộc cùng cấp với Hoàng Tuyển Ma Tông, đã từng xuất hiện vô hoàng. Mà bởi vì công chúa Thiên Điêu Cung là những hòn ngọc quý trên tay yêu chủ Thiên Điêu Cung, sao lại có thể dễ dàng cho hòn ngọc quý trên tay mình dễ dàng đi lấy chồng được? Mặc dù hòn ngọc quý có phải lập gia đình thì chắc chắn sẽ gả cho hào kiệt đương thời, nhân vật xuất sắc nhất, mà nhân vật như vậy chắc chắn cùng loại với các thủ nổi tiếng của tông chủ nhất mạch Hoàng Tuyển Ma Tông, tỉ như là Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực. Chỉ có người như vậy mới có thể xứng đôi với 7 viên minh châu của Thiên Yêu Cung. Tu vi của Khoa Phủ Mão tuy không kém, nhưng so với cao thủ tam thần cảnh trẻ tuổi như là Vinh Lâm thì còn cách một khoảng quá xa. Bởi vậy Giật Phúc cũng thấy được Khoa Phủ Mão không hề có chút lợi thế nào cả. Khoa Phủ Mão lại nhảy nói: Tam công chúa và ta là bạn từ thuở ấu thơ, lưỡng tình tương duyệt. Quan trọng là lại có một vị công chúa xuất giá rồi kìa. Nghe nói cái lão nhạc phụ kia của ta, yêu chủ Thiên Yêu Cung, mời quần hào vì nàng ấy lựa chọn vị hôn phu. Lão nhạc phụ ấy cũng không có nói là vị công chúa nào sẽ xuất giá kìa. Diệp Phúc hiểu rõ, biết hắn ta lo lắng vị công chúa lựa chọn hôn phu chính là tam công chúa mà hắn ta ngưỡng mộ đã lâu, bởi vậy mới lỗ mãng tính toán đến Thiên Yêu Cung cầu hôn. Tuy nói vậy, nhưng tu vi và thực lực của Khoa Phù Mão vẫn là một hạn chế rất lớn. Lần này Thiên Yêu Cung tuyển phò mã, chắc chắn nhân tài xuất hiện lớp lớp, tài tuấn tập hợp. Loại thiên tài như Úc Khánh Sơn, thậm chí cường giả tam dương cảnh, tam thần cảnh trẻ tuổi cũng sẽ không ngồi yên. Phò mã Thiên Yêu Cung có nghĩa là tài phú vô tận, Thiên Yêu Cung ủng hộ, rất khó có người sẽ không động tâm. Hy vọng của Khoa Phù Mão thật sự là xa vời. Lần này người xuất giá của Thiên Yêu Cung kia hơn phân nửa là nhị công chúa Khổng Thước rồi. Diệp Phúc cười nói: Cũng không phải là tam công chúa người huynh ngưỡng mộ đâu. Huynh đệ, người nói rất có lý. Khoa Phủ Mão tuy miệng nói thế nhưng lại gấp như kiến bò trên chảo lửa, nhảy lên nhảy xuống. Diệp Phúc cười nói: Một khi đã như vậy, vậy tiểu đệ đi cùng huynh một chuyến cho huynh hết hy vọng luôn. Khoa Phủ Mão nhẹ nhàng thở ra cảm kích vạn phần. Một đời người hai huynh đệ, Diệp lão đệ à, ngày khác tiểu phượng hoàng lấy chồng, ta cùng đi với đệ. À được rồi, chúng ta lập tức đi thôi. Khoa Phủ Mão mừng rỡ, lôi hắn nhảy đi như bay, nhảy xuống dưới tàng cây phủ tang. Vài người trẻ tuổi Khoa Phủ tộc từ xa nhìn thấy hai người bọn họ, liền cao giọng hỏi: Hữu tài, các ngươi đi đâu vậy? Đi ra ngoài lịch luyện.
Phụ Mão trung khí tràn đầy mà nói. Diệp Húc có chút khó hiểu. Yêu chủ Thiên Nữ Cung vì hòn ngọc quý trên tay mình tuyển chọn hôn phu, xem ra những khoa phụ khác cô không biết, điều này sao đúng cho được. Khoa Phụ Mão đắc ý rào rạt cười ha ha mà nói: Lão nhạc phụ đưa thiệp mời tới, mời khoa phục tộc ta cũng tham gia trận dễ. Tấm thiệp này bị ta chặn lại, miễn cho những tên hư hỏng trong tộc phát hiện ra ào ào chạy tới. Ta giấu tấm thiệp này đi, người cạnh tranh liền ít đi vài người rồi. Diệp Húc không biết nói gì. Hiểu thể huynh, huynh thật sự là người tốt duy nhất trong khoa phụ tộc cả. Khoa Phụ Mão cười ha ha. Ha ha, vì huynh đệ hai sườn xuyên đao, vì hạnh phúc chung thân đâm chính huynh đệ mình hai đao. Mà kỳ quái, sao đám khốn kiếp kia cũng đi theo vậy? Hắn ta trợn tròn hai mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài tên khoa phụ trẻ tuổi cũng nhảy như bay đi theo phía sau của bọn họ. Vài vị khoa phụ này đều là những tuấn tài thiếu niên trong tộc, thực lực hùng mạnh, cũng không hề thua kém hắn, thậm chí còn có khoa phụ đã bước vào tam thai cảnh. Một người trong đó cười ha ha nói: Tộc trưởng nhận được thiên lý truyền âm của yêu chủ Thiên Yêu Cung, biết được thiên kim của yêu chủ kén rẻ, bởi vậy lệnh cho chúng tôi cùng đi tới Thiên Yêu Cung. Hữu Tài huynh, tộc trưởng muốn định cho huynh đi cùng, nhưng nếu huynh cùng Diệp huynh đệ ra ngoài địch luyện, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa vậy. Mấy người khác cười ha ha, đi qua bên người bọn họ, nghênh ngang liền rời đi. Còn mẹ đó chứ, lão nhạc phụ thật xảo quyệt, gửi thiệp mời đến thì thôi, vì sao còn vẽ vời thêm chuyện, dùng cái thiên lý truyền âm làm cái gì? Mẫu tài, các ngươi chờ ta với nào. Khoa Phụ Mão hú lên một tiếng, vội vàng lên đuổi theo. Diệp Húc lắc đầu, vững vàng đi theo phía sau của hắn, thầm nghĩ: Nghe nói đại công chúa Thiên Nữ Cung đã đính hôn rồi, lần này không biết vị công chúa nào xuất giá đây. Hơn phần nữa chính là quả ớt nhỏ Khổng Tước kia rồi. Qua hồi lâu, mọi người cuối cùng cũng nhảy xuống cây phù tang. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gốc đại thụ này đâm lên tận mây xanh, cự mộc che trời, đứng thẳng trong trung tâm đầm lầy vân mộng, đồ sộ và hùng vĩ. Diệp huynh đệ, theo kịp chúng tôi, ngàn vạn lần đừng có lạc mất đấy. Khoa Phụ Sơn cười nói: Ở đây hắn ta là cao thủ tam thai cảnh duy nhất, khoa phụ tu luyện tốn thời gian, mỗi một lần nâng lên một cảnh giới nhỏ đều khó khăn hơn những người khác gấp trăm lần, có thể tu luyện tới tam thai cảnh đó là thành tựu không dễ. Khoa Phụ Mão cười nói: Tốc độ Diệp lão đệ so với chúng ta còn nhanh hơn kìa, nếu hắn ta thi triển toàn lực chắc chắn còn đến Thiên Nữ Cung sớm hơn chúng ta một bước ấy chứ. Ồ, không bằng đấu cước lực một hồi, xem ai tới Thiên Nữ Cung trước nào. Một gã khoa phụ trẻ tuổi liền đề nghị, những người khác dần dần khen hay, đều mở ra cước bộ, lao đi vào chỗ sâu trong đầm lầy. Những khoa phụ đấy, chân dài lại chạy nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Diệp Húc đứng tại chỗ, im lặng một lúc lâu, thở dài nói: Các người chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta không có biết đường mà. Hắn tớ khởi thiên cơ tán, bay đi phía trước, tìm kiếm tung tích đám người khoa phụ Mão ở xung quanh, chỉ thấy từng ngọn núi lớn từ dưới chân hắn lùi về phía sau, lại chỉ có thể nhìn thấy dấu chân đám khoa phụ lưu lại, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tốc độ của cái đám người khổng lồ này thật sự là quá nhanh, ta chỉ có thể thi triển toàn lực mới có thể đuổi kịp bọn họ được. Thiên cơ tán trong tay hắn đột nhiên biến hóa, biến thành một con thuyền con. Diệp Húc đang định dùng toàn lực thúc giục, đột nhiên một làn gió thơm kéo tới, hai thiếu nữ hạ xuống thuyền. Chỉ nghe một thiếu nữ trong đó vừa mừng vừa sợ, giòn giã mà nói: Nhị tỷ, đây chính là con thuyền con của Diệp sư huynh mà mỗi đã kể. Sư huynh, huynh đây là định đi đâu vậy? Diệp Húc cẩn thận nhìn, hai thiếu nữ ở trên thuyền của hắn cũng là hai mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Phượng Yên Nhu áo trắng như tuyết, Khổng Tước áo đỏ hơn lửa. Hai cô gái sóng vai đứng một chỗ, giống như tịnh đế song sinh, thật là xinh đẹp. Diệp Húc nghi hoặc nói: À, ta định đi Thiên Nữ Cung cầu hôn, tỷ muội hai người sao lại đến đây vậy? Khổng Tước nghe được hai chữ cầu hôn, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng hừ một tiếng. Phượng Yên Nhu lại cúi thấp đầu, gần như cúi đầu đến ngực, hai tay vô ý thức vân vê góc áo, thanh âm nhỏ như mũi kêu: Sư huynh, người ta còn chưa có trưởng thành, lần này là nhị tỷ xuất cát kìa. Diệp Húc ngẩn ra, đang muốn suy ngẫm hàm nghĩa của những lời này, Khổng Tước đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới vài lần, hùng hổ mà lên tiếng: Đừng nói nhiều, tiểu muội nói thuyền của ngươi nhanh, mau thúc giục thuyền đi, phía sau có người đuổi giết đến đây kìa, nếu không nhanh thì không kịp nữa đâu. Sao? Ở trong đầm lầy này ai dám đuổi giết công chúa của Thiên Nữ Cung vậy? Diệp Húc trong lòng buồn bực, chỉ thấy xa xa yêu vân toàn động, che trời phủ đất ùn ùn kéo đến. Bên trong yêu vân, một thanh đại kỳ dựng đứng, vô số đại yêu ở bên trong độn mây toàn động sát khí đằng đằng.
mảng yêu vân này khí thế rào rạt, tốc độ cũng cực nhanh. Diệp Phúc lập tức thúc giục thuyền con giống như một luồng ánh sáng, bay hướng xa xa, giây lát liền dứt bỏ mảng yêu vân kia. Tên tiểu tử khốn kiếp, dám bắt cóc cái vị công chúa Thiên Đô Cung ta sao? Trong yêu vân kia truyền đến một tiếng quát lớn, nổi giận đùng đùng. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Khổng Tức sư muội, muội đào hôn chính là vì tiểu tử này sao? Nghe vị huynh khuyên một câu, thừa dịp yêu chủ còn chưa có biết, nhanh bỏ tên tiểu tử công tử bột cạnh muội đi, cùng vị huynh về nhà nào. Diệp Phúc nghe thấy thế, thuyền con suýt chút nữa đã khống chế không được, ngỡ ngàng mà lên tiếng. Sao? Đào hôn ư? Bắt cóc công chúa? Ai nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khổng Tước làm ngơ đứng ở đầu thuyền, mảng yêu vân kia giòn thanh mà nói. Đại sư huynh, cha ta muốn ta lập gia đình cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Người ta lấy phải là vị hôn phu mà ta tự mình lựa chọn kìa. Mảng yêu vân kia đuổi theo không bỏ, tốc độ cũng nhanh đến không thể tin được, lạnh lùng mà nói. Sư muội, yêu chủ lựa chọn vị hôn phu cho muội đương nhiên là vì tốt cho muội rồi. Yêu vân toàn động, một bàn tay đen đột nhiên thỏ ra từ trong yêu vân, bao phủ hơn 10 mẫu, chụp tới con thuyền của Diệp Húc. Khổng Tức hừ lạnh một tiếng, năm luồng diệt tuyệt thần quang bay lên, đột nhiên chém tới bàn tay kia, cắt vỡ nó, thuận thế chém tới yêu vân kia. Chỉ thấy yêu vân toàn động, từ trong nhảy ra một con giao long chín đầu, há mồm hút một cái, nuốt sạch ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Giao long chín đầu ngồi trên yêu vân, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Húc, điểm như nói. Quả nhiên là một tên công tử bột mà. Tiểu tử, ngươi dám bắt cóc cái vị công chúa Thiên Đô Cung ta, trên trời dưới đất không còn chỗ dung thân cho ngươi đâu. Ta đã nhớ kỹ diện mạo của ngươi rồi, ngươi sẽ bị Thiên Đô Cung ta đuổi giết. Không chỉ như vậy, các thanh niên tài tuấn, tài năng tuấn kiệt các môn phái cũng sẽ coi ngươi là địch kìa. Cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc bể, chạy trốn ra ngoài cửu thiên, dưới cửu tuyền, đều chỉ còn con đường chết mà thôi. Trên trời dưới đất không kẻ nào có thể cứu được ngươi đâu. Đại sư huynh, ta đã có nam nhân. Từ khi ở Côn Lôn Thánh Địa cổ, ta đã quen chàng rồi. Châu thai ám kết đều đã có con rồi. Huynh về bảo với cha ta hết hy vọng đi thôi. Khổng Tước đột nhiên ôm lấy Diệp Húc, hôn một cái thật mạnh lên mặt của hắn, khiêu khích nói. Con giao long chín đầu kia tức gần chết, dương nanh múa vuốt, khí thế hào ào, cả giận mà nói. Tiểu tử, người chết chắc rồi, người thật sự chết chắc rồi. Tiểu muội, cùng nhau động thủ, thúc giục thuyền con này đến tốc độ lớn nhất thôi. Khổng Tước và Phượng Yên Nhu hợp lực thôi phát tốc độ thuyền con đến mức nhanh nhất, trong chớp mắt liền dứt bỏ xa giao long chín đầu kia. Con giao long chín đầu kia đuổi theo một lát, càng đuổi lại càng xa. Rốt cuộc con thuyền con biến mất không thấy, hắn lúc này mới tức giận hừ một tiếng, xoay người trở về Thiên Nưu Cung hồi bẩm yêu chủ. Đám người khoa phù mão lúc này mới vừa tới Thiên Nưu Cung, liền thấy tòa thánh địa yêu tộc này, lòng người liền hoang mang, bầu không khí tràn ngập khẩn trương. Xung quanh tản mắt ra hình ảnh chân dung truy nã. Khoa phù mão đoạt lấy một tờ lệnh truy nã, mọi người thò đầu nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Diệp lão đệ tốc độ nhanh thật, không ngờ không chỉ tới trước chúng ta một bước, hơn nữa còn bắt cóc cái vị công chúa đi nữa kìa. Khoa phù sơn lẩm bẩm nói, tên này tay chân cũng quá nhanh đi thôi. Đám người khoa phù mão đều gật đầu đồng ý. Tờ lệnh truy nã này còn viết, nếu ai có thể giết được Diệp Húc, mang đầu hắn đến Thiên Yêu Cung, kẻ đó chính là con rể của yêu chủ, phò mã Thiên Yêu Cung. Hai người con gái đều bị một người bắt cóc, khó trách yêu chủ lại tức giận đến như thế. Khoa phù mão chực chực, vô tâm vô phế cười nói. Hey, lần này Diệp lão đệ gặp nạn rồi. Những khoa phù khác đều gật đầu, cười nói. Lần này tài tuấn đến Thiên Yêu Cung, có không ít đã tu thành nguyên đan, thậm chí có cường giả tam dương cánh, lần này đủ cho hắn uống một bình rồi. Khoa phụ sơn đột nhiên ngưng trọng, nhìn chằm chằm một gã thanh niên phong hoa tuyệt đại, nhíu mày nói. Xem ra Diệp lão đệ không chỉ gặp nạn, hơn nữa còn là đại nạn kìa. Không ngờ cao thủ tam thần cánh cũng tới Thiên Yêu Cung. Mậu tài, hắn ta là ai vậy? Khoa phụ mão không nhịn được hỏi. Lã Thừa Phong từ Thiên Nhân Tông, là cao thủ tam thần cánh. Khoa phụ sơn từ từ phun ra một ngụm chọc khí nói. Thái tử Đại Tần Triệu Thái Sơ cũng đến rồi kìa. Sao? Không thể nào. Côn Thánh Vương của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng đã ở nơi này. Ồ, còn có Tiểu Đường Vương của Thiên Sách Phủ. Trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện 6-7 tên cường giả tam thần cảnh.
Những người này không ai không là đệ tử trung tâm của các môn các phái, có hy vọng kế thừa chức vị trưởng môn hoặc tông chủ môn phái. Thậm chí thái tử, vương gia Tần Đường đều đã đến đây rồi. Khoa Phủ Mão hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm mà nói: Diệp lão đệ, đại tự cầu phúc thêm đi. Bên trong Thiên Yêu Cung, cửu đầu giao thánh cung kính đứng phía sau một vị thiếu niên áo xanh. Thiếu niên tuấn mỹ này có chút yêu dị, đang ở trong hoa viên cắt tỉa hoa lá. Cửu đầu giao thánh đứng phía sau hắn ta, thở mạnh cũng không dám. Thiếu niên kia hết sức chăm chú cắt tỉa cành, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười lên tiếng nói: Người cũng biết vì sao vi sư hạ lệnh, nếu ai có thể giết Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo thì chính là phò mã của Thiên Yêu Cung ta không? Cửu đầu giao thánh im lặng một lát, cung kính lễ phép mà nói: Hành động này của sư tôn đương nhiên là vì lựa chọn hôn phu cho sư muội. Nếu là có người có thể cứu được sư muội ra, cô ấy sẽ cảm ơn đức mà. Thiếu niên kia cười mắng một tiếng, hắn ta đúng là yêu chủ Thiên Yêu Cung, là cường giả cùng cấp với Ứng Tông Đạo. Hắn cười nói: Người đừng có nói lời tốt cho Khổng Tức nữa đi, lòng con bé như thế nào ta còn không biết hay sao? Ta để Tuấn Kiệt thiên hạ truy giết bọn họ, đó là vì cho con bé thấy trời cao đất rộng, vì hôn phu của nó phải lợi hại hơn nó, thu tâm của nó kìa. Cửu đầu giao thánh chần chừ một chút rồi nói: Sư tôn, nếu những kẻ này không giết được Diệp Thiếu Bảo thì sao đây? Như vậy Diệp Thiếu Bảo chính là phò mã Thiên Yêu Cung ta rồi. Yêu chủ Thiên Yêu Cung mỉm cười nói: Nếu Diệp Thiếu Bảo không muốn cưới sư muội thì sao? Kiều đầu giao thánh do dự một lúc lâu vẫn đánh bạo mà nói ra: Hắn dám sao? Thiên Yêu Cung đột nhiên bị bao phủ dưới một luồng áp lực vô cùng kinh khủng, thậm chí cả nhiều tài tuấn trẻ tuổi các phái ở trong Thiên Yêu Cung cũng bị luồng áp lực này chấn áp. Ngay cả nguyên thần của cường giả tam thần cảnh cũng bị ép cho co rút trong cơ thể, không thể động đậy được. Yêu chủ ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh mà nói: Nếu hắn dám chối từ, cho dù là Ứng Tông Đạo tự mình ra tay cũng không cứu được mạng hắn đâu. Bên trên thuyền con, Diệp Húc nhìn hai cô gái ở bên người mình, Khổng Tước mặt thon dài lạnh lùng, mà Phượng Yên Nhu vẫn bộ dạng yếu đuối như trước, dường như với ai cũng đều ngoan ngoãn phục tùng, nhu thuận vạn phần. Diệp huynh, trong đại mạc Tây Hoang ngươi từng cứu tỉ muội chúng ta một lần, tỉ muội chúng tôi còn chưa từng có tạ ơn huynh, lần này lại gây phiền phức cho huynh rồi. Khổng Tước đứng dậy cúi đầu xuống đất, tự nhiên hào phóng rất có khí phách của nam tử. Diệp Húc thở dài cười nói: Lần này cô đào hôn chỉ sợ yêu chủ sẽ tức giận vạn phần, mà nó không chừng lên sang người đối giết ngàn dám, thật sự là thêm cho ta rất nhiều phiền toái mà. Hai vị cô nương, không biết các cô có tính toán gì không đây? Khổng Tước phất tay áo một cái, xung quanh thơm mát mang theo chút ngạo khí nói: Lần trước ta bị Úc Khánh Sơn nhốt trong Phượng Hoàng Tê Tức Đồ, nhưng vì hắn ta mang theo dị báo vừa đúng khắc chế ta và mà thôi. Tu vi cảnh giới của ta cao xa hơn hắn, nếu không phải hắn có nhiều bảo vật trong tay, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay vậy. Hơn nửa năm nay ta khổ tu không nghỉ, cuối cùng cũng bước vào tam dương cảnh. Lần này đào hôn ra ngoài là để đánh sâu vào tam dương cảnh, tìm kiếm thiên địa cửu sát, luyện tiệu thần dương nguyên thai. Nếu như làm vợ người rồi, giúp chồng dạy con, làm sao còn có thời gian tu luyện nữa đây? Nàng tuy là nữ giới nhưng dã tâm bừng bừng, so với nhiều tài tuấn tuấn kiệt không hề thua kém. Nàng cười nói: Ai nói đàn bà con gái phải ăn phấn tránh ở phía sau đàn ông đấy? Ta lại cố tình muốn phá vỡ quan niệm thế tục này, cố tình phải tu luyện thành chữ thành nữ vu hoàng, thậm chí phải trở thành nữ thiên đế kìa. Diệp Húc không khỏi nhìn nàng vài lần. Hắn vốn nghĩ đến Khổng Tước chỉ là cô gái bị cha mẹ làm cho hư hỏng, không ngờ cô ấy lại có loại lý tưởng hào hùng này. Muội không có khí phách như nhị tỷ, muội chỉ muốn đi theo phía sau nhị tỷ thôi. Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói thầm. Diệp Húc không khỏi mỉm cười. Khổng Tước anh khí bức người, không hề thua kém mày dâu, mà Phượng Yên Nhu thì lại dịu dàng, động lòng người, đơn thuần chân chất, cũng có sự đơn thuần đáng sợ. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh khi vị thiếu nữ này đại khai sát giới bên trong đại mạc Tây Hoang, chính là bởi vì một câu nói vui đùa của Khổng Tước. Nếu Khổng Tước cô nương tính toán dùng thiên địa kiểu sát rèn luyện thuần dương nguyên thai, ta lại có thể đề cử một vị cố nhân, cô có thể cùng cô ấy tu luyện tam dương cảnh, vượt qua sát khí tẩy lễ nguyên thai. Diệp Húc nhớ tới Bách Khoa Cung chủ, hắn cười nói: Ta nghe nói khi vũ sĩ tam dương cảnh rèn luyện nguyên thai cực kỳ nguy hiểm, nếu như có kẻ quấy rối gần như phải chết, hai người cũng có thể chú ứng lẫn nhau được. Năm đó khi hắn chưa vào Hoàng Tuyển Ma Tông, từng có ước định với Bách Khoa Cung chủ, chờ nàng ta nguyên thai thành thục sẽ cho nàng ta mượn Định Phong Bảo Thụ để nàng ta có thể bình an vượt qua phong sát tẩy lễ.
Khổng Tước ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi bạn cũ của hắn là ai. Diệp Phúc nói địa chỉ Bách Khoa Cung ra, lại lấy ra Định Phong Bảo Thụ. Hắn cười nói: nếu cô cầm gốc này, cây này đến tìm cô ấy, cô ta sẽ biết cô là bằng hữu của ta. Khổng Tước cô nương, cô tới Bách Khoa Cung nhớ hỏi thăm Kiều Kiều, nói cho nàng ấy biết ta không qua bao lâu nữa sẽ đi gặp nàng. Khổng Tước đứng dậy nhận lấy Định Phong Bảo Thụ, rồi rời khỏi thuyền con bay đi hướng Thanh Châu. Nàng cười nói: Diệp huynh, mấy ngày này phiền ngươi chăm sóc muội muội giùm, chờ nguyên thai thuần dương của ta tu luyện đến tam thần cảnh, ta liền đến giúp ngươi. Nàng gào thét rời đi, trong giây lát liền biến mất ở phía chân trời, chỉ lờ lại những tiếng vọng. Phượng Yên Nhu thấy nàng đã đi xa, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mà nói: sư huynh, huynh và nhị tỷ thật sự có con rồi sao? Diệp Húc thất thanh cười nói: làm sao lại có chuyện đó được, lần đầu tiên ta gặp nhị tỷ của muội vẫn là đi cùng với muội, sau đó lại đại chiến với Úc Khánh Sơn một trận, muội cũng biết đấy, sao lại có thể có lại chuyện như thế được đây. Phượng Yên Nhu nhìn về phía hắn, hé miệng khẽ cười, bàn chân đặt lên mép thuyền lúc gần lúc hiện. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám mây trắng từ chân nàng trượt qua. Ở cùng nàng bay trên đám mây cũng không tệ. Đáng tiếc phòng chừng không lâu sau yêu chủ Thiên Nữ Cung sẽ phái người đuổi giết mình rồi. Diệp Húc thầm than một tiếng cười nói: Phượng cô nương, muội tới lái thuyền đi, ta muốn tranh thủ tu luyện. Phượng Yên Nhu gật đầu hiếu kỳ hỏi: mà chúng ta là đang đi đâu đây? Ở thì Hoàng Tuyền Ma Tông. Một con thuyền nhỏ nhẹ nhàng bay đi hướng Thập Đại Vạn Sơn. Trong thuyền, Diệp Húc lấy Cửu Chuyển Nguyên Công cuốn thứ 3 và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh cuốn thứ 3 ra, cẩn thận giờ xem. Hắn phân tâm làm hai, cùng tìm hiểu hai loại tâm pháp này. Hai môn tâm pháp này thuộc chính ma hai đạo, nhưng hắn tu luyện nhất thần phân hóa của Hạ Gia Trung Châu, có được cửu đại nguyên thần, hoàn toàn có thể tâm phân chín để mà dùng. Cho dù là đồng thời tu luyện chín loại tâm pháp cũng sẽ không sao cả, không cần lo sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hai môn tâm pháp này đều là phương pháp luyện thể tốt nhất, đều có ưu điểm, hơn nữa công pháp bù đắp cho nhau, đồng thời tu luyện đều có bổ ích cả. Diệp Phúc nghiên cứu một lúc lâu, tìm hiểu thấu triệt hết thảy về hai môn tâm pháp này. Hắn đang định tu luyện, đột nhiên trong đầu lại hiện ra pháp môn của Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế từ kim bài thoát ra, lúc nguy cấp đã truyền thụ môn cấm pháp này cho hắn. Khác với Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát là một môn cấm pháp khá đầy đủ, từ tam nguyên cảnh đến tam hoàng cảnh đều có tâm pháp. Tuy nhiên, khi Thủy Hoàng Đế truyền thụ cho hắn môn cấm pháp này, vẫn là để lại không ít đường rút, trong đó chỉ có phương pháp tu luyện nhưng không có pháp môn luyện chế Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân. Về phần phương pháp bày trận, phương pháp luyện khí, tất cả đều không có, chỉ có một phần tu luyện chính. Diệp Phúc cẩn thận thưởng thức môn cấm pháp này xen kẽ với Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, không khỏi cau mày, trong lòng cảm thấy thất kinh. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát hóa ra ngay từ đầu phân chia nguyên thần thành 12 phần, đồng thời tu luyện thành 12 nguyên thần, so với nhất thần phân hóa của Hạ Gia còn lợi hại hơn kìa. Môn cấm pháp này mỗi lần nâng cao một cảnh giới, nguyên thần liền hùng mạnh hơn một phần. Nếu là tu luyện đến tam thần cảnh, 12 nguyên thần hóa thành thực chất, một người liền tương đương với 12 vị cường giả tam thần cảnh. Khó trách lúc trước Kiều Hoàng Đế lại có thể thắng được Hạng Tông Chủ. 12 nguyên thần, 12 thân ngoại hóa thân, quả thật không kẻ nào có thể ngăn được cả. Hắn cẩn thận suy xét, so sánh qua nhất thần phân hóa kiều đỉnh, kiều nguyên của Hạ Gia với Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, phát hiện Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát tương đối mà nói có vẻ khá thô sơ, dễ bị tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng uy lực lại lớn hơn nhiều. Mà nhất thần phân hóa kiều đỉnh, kiều nguyên của Hạ Gia Trung Châu có vẻ tinh tế hơn rất nhiều, từng bước tu luyện không thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hai môn tâm pháp này lại có thể tham khảo lẫn nhau, tổng kết ra một con đường tu luyện khá ổn thỏa. Vừa có uy lực của Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát, lại có sự vững chắc của nhất thần phân hóa của Hạ Gia kia. Hợp hai loại cấm pháp này lại, khai sáng ra một môn tâm pháp mới. Hiện tại với ta mà nói vẫn rất khó, cần hao phí rất nhiều thời gian. Vẫn nên tu luyện Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi nói sau vậy. Diệp Húc đặt Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát sang một bên, đồng thời vận chuyển Cửu Chuyển Nguyên Công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh. Tu vi hiện tại của hắn vô cùng thâm hậu, nhưng tốc độ cắn nuốt tu vi của Cửu Chuyển Nguyên Công cực nhanh, bởi vậy hắn lấy ra điều tứ giai linh mạch của Úc Khánh Sơn kia, linh khí không ngừng chảy ra từ hô hấp của hắn tuôn vào trong cơ thể, dùng luồng linh khí để tu luyện nguyên công. Âm 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 âm.
Vạn kiếp vô lượng tâm kinh đột phá trước, lôi kiếp của huyễn thai bát phẩm từ trên trời giáng xuống, vô số luồng lôi điện tím chút xuống bao phủ thuyền nhỏ. Từ khi lôi kiếp bắt đầu hiện ra, Diệp Húc liền bỏ Phượng Yên Nhu ra một mình đối mặt với trận lôi kiếp này. Lôi kiếp huyễn thai kỳ là Tử Tiêu Thiên Lôi, uy lực cực kỳ hùng mạnh, mỗi một kích đều giống như một kích mạnh nhất của cao thủ huyễn thai kỳ. Hắn đắm chìm trong biển Tử Tiêu Thiên Lôi lưu lưu bất động, để mặc cho lôi kiếp tẩy lễ. Diệp Húc không chỉ có tự mình độ kiếp, đồng thời còn khiến cho kiều đỉnh của Di La Thiên Địa Tháp cùng độ kiếp, khiến cho Tử Tiêu lôi kiếp tẩy lễ mấy món vu bảo. Vu sĩ Vạn Kiếp Môn khi độ kiếp rất cẩn thận, mặc dù là độ kiếp cùng cấp đều phải để ý bản thân sẽ chết dưới lôi kiếp, thậm chí ở lúc bất đắc dĩ phải tới khởi vu bảo lên ngăn cản. Nhưng Diệp Húc tu luyện cửu chuyển nguyên công, chư thiên thập đạo, thân thể mạnh mẽ vô cùng, thậm chí độ kiếp vượt cảnh giới, lấy tu vi huyễn đan ngũ phẩm liền đồ đại kiếp huyễn thai kỳ, thân thể không bị chút tổn thương nào cả. Vu sĩ Vạn Kiếp Môn chỉ có ở lúc không nắm chắc vượt qua được lôi kiếp mới tới khởi vu bảo ngăn cản, mà vu bảo của bọn họ thường tổn hại dưới lôi kiếp. Nếu như có người tạo ra bảng xếp hạng vu sĩ nghèo nhất, vu sĩ Vạn Kiếp Môn chắc chắn có thể chiếm hết 100 vị trí đầu, người ngoài không có cơ hội leo bảng. Nhưng nếu là vu sĩ Vạn Kiếp Môn có một kiện vu bảo theo bọn họ vượt qua một lần lôi kiếp, sẽ cùng chủ nhân cùng trưởng thành, như vậy uy lực của món vu bảo đó sẽ lớn đến không thể tin nổi. Lôi kiếp chẳng những tẩy lễ thân thể vu sĩ, đồng thời cũng tẩy lễ vu bảo, làm cho uy năng của vu bảo trở nên tinh thuần và hùng mạnh. Nhưng loại vu bảo này ít lại càng ít, đại đa số vu bảo đều đã bị hủy ở dưới lôi kiếp. Diệp Húc không hề lo lắng kiều đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp sẽ bị Tử Tiêu Thiên Lôi đánh vỡ. Tài liệu mà hắn dùng cho vài món vu bảo này thấp nhất cũng đều là thuần dương vu bảo, đã vượt qua sát khí tẩy lễ, lại dùng Thái Dương Thái Âm hai đại thần hỏa lặp đi lặp lại và rèn luyện. Nếu luận về mức độ vững chắc, thế gian này cũng chỉ có loại bảo vật như kim tinh khí mới có thể gây tổn hại đến kiều đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp của hắn mà thôi. Nếu là vài món vu bảo này cùng hắn vượt qua lôi kiếp tẩy lễ liên tục này, lại độ thêm kiểu sát tẩy lễ, đến lúc đó chỉ sợ kim tinh khí cũng không thể làm hư hao mấy món vu bảo này được. Đồng dạng, uy năng của vu bảo cũng sẽ biến đổi đến lớn nhất, mạnh nhất. Tử Tiêu lôi kiếp thưa dần, đây là dấu hiệu sắp chấm dứt. Đột nhiên phía dưới có 6-7 tên vu sĩ bay lên cách Diệp Húc tầm khoảng dặm, cao giọng mà hỏi: "Xin hỏi tiền bối độ kiếp có phải là cao nhân Cao Hiền Vạn Kiếp Môn hay không đấy?" Diệp Húc đắm chìm trong lôi kiếp, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy 6-7 người này tu vi không kém, đều là vu sĩ tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, còn có một gã cường giả đan đỉnh kỳ. "Sư huynh, bọn họ là người xấu hay sao?" Phương Yên Nhu đứng cách đó không xa nhỏ giọng mà hỏi. "Phải người xấu hay không, bây giờ còn chưa rõ ràng cho lắm đâu." Diệp Húc và Vô Bảo đắm chìm trong Tử Tiêu Thiên Lôi cuồn cuộn, cất ca giọng nói: "Chư vị, các ngươi có chuyện gì vậy?" Những người này hoàn toàn không biết mình đang đứng trước quỷ môn quan. Một người trong đó kính cẩn liếc mắt nhìn kiếp vân Tử Tiêu Thiên Kiếp trên đỉnh đầu Diệp Húc, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một đạo thiên lôi này đánh xuống chỉ sợ có thể đem tất cả những người này đánh thành cho tàn, mà người kia lại đắm chìm bên trong Tử Tiêu Thiên Lôi thoải mái như ý. "Tiền bối, chúng vẫn bố là vũ sĩ Trường Tuân Phủ, hôm nay Trường Tuân Phủ chúng tôi có đại hỷ sự. Tiền bối độ kiếp ở đây, chúng vẫn bối e sợ lôi kiếp hạ xuống, làm thương tổn đến dân chúng trong thành. Mong tiền bối giải bước đi vài dặm, Trường Tuân Phủ chúng tôi tất nhiên vô cùng cảm kích tiền bối." "Sao? Trường Tuân Phủ, đại đường có hỷ sự hay sao?" Diệp Húc trong lòng khẽ động, đột nhiên tới khởi Di La Thiên Địa Tháp, chân nguyên thúc dục, chỉ thấy tòa bảo tháp này thể tích càng lúc càng lớn, thân tháp giống như một tầng vũ trụ tinh không, mỗi một tầng tháp đó là một tầng vũ trụ thu nhỏ. Thiên Địa Tháp xuất hiện dưới Tử Tiêu Lôi Kiếp, hơi hơi chấn động, chấn vỡ kiếp vân. Đây còn chưa phải là uy lực lớn nhất của Di La Thiên Địa Tháp, nếu hắn thi triển toàn lực, lúc Tử Tiêu Lôi Kiếp mới hiện ra sẽ bị chấn cho nát tan. Diệp Húc thu hồi bảo tháp, cửu chuyển nguyên công ở trong lôi kiếp tiến triển thần tốc, phòng chừng chỉ cần liên tục độ mười mấy đại kiếp nạn, khi lôi kiếp tam dương cảnh hạ xuống, nguyên công của hắn sẽ đuổi kịp tu vi bản thân thành ngũ chuyển chi thân. Nếu có thể tu luyện ra nguyên đan chính là kim đan bất diệt thân, thân thể mạnh mẽ tuyệt đối có thể so với Khoa Phụ Mão. Tu vi của Khoa Phụ Mão tuy là nguyên đan kỳ, nhưng thực lực của hắn ta đủ để quét sạch một đám cao thủ tam thai cảnh. Nếu như Diệp Húc có được thân thể hùng mạnh như của hắn ta, cùng với tu vi vô cùng hùng hậu của bản thân mình, với kiều đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp tuyệt đối là khủng bố vô cùng.
đây là hắn tích lũy, có tích lũy mới có đột phá. Những vũ sĩ trưởng tuân phủ thấy hắn dễ dàng liền đánh tan Tử Tiêu Lôi Kiếp, trong lòng thất kinh, thần thái càng thêm cung kính. Tên vũ sĩ dẫn đầu cung kính nói: xin đa tạ tiền bối đã thành toàn, khẩn cầu tiền bối nể mặt đi đến làm khách trong thành. Diệp Húc cười nói: không dám xưng tiền bối, nhưng ta cùng với Trưởng Tôn Thịnh nhà các ngươi có vài phần giao tình, còn muốn đi Trưởng Tôn gia các ngươi xin chén rượu mừng đây. Hắn thu hồi Thiên Cơ Tán, cùng Phượng Yên Nhu đi theo những vô sĩ đó hạ xuống trong thành. Chỉ thấy tòa đại thành này răng đèn kết hoa, tuy đang là ban ngày cũng đã thắp đèn đuốc khắp nơi, tràn đầy không khí vui mừng. Nơi đây thuộc cảnh đội đại đường, ở ven biển phía tây nam đại đường là đầm lầy, tây thủy đại đường tới gần đại mạc Tây Hoang. Lúc trước sau khi Khoa Phù Mão cứu được Diệp Húc, liền chạy theo dọc bên cạnh đại đường, chạy đi ngàn dặm tiến vào đầm lầy. Không biết Trưởng Tôn Phú đang có chuyện gì vui vậy? Diệp Húc liền ra hỏi. À, hôm nay trưởng nữ của Trưởng Tôn Phú lấy chồng, thông ra là Lý Huyền Cơ, người con thứ ba của Thiên Vương Phú. Ồ, hóa ra là Trưởng Tôn sư thiếp xuất giá sao? Diệp Húc thầm nghĩ. Lúc trước ở Hải Ngoại Tiên Các, Lý Huyền Cơ ở Cổ Lãng Hải Vực khiêu chiến Đông Hoàng Mục, kết quả là đại bại mà về. Hắn từng từ xa nhìn qua Lý Huyền Cơ một lần. Vài vị vũ sĩ này cung kính dẫn bọn họ tiến vào Trưởng Tôn phủ. Diệp Húc nhìn khắp nơi, chỉ thấy tân khách tới rất nhiều, trong đó có đủ các thế gia đại phiệt, đại đường, một đám tinh khí nội liễm, tu vi thâm hậu. Cảnh nội đại đường chính ma hỗn tạp, có môn phái ma đạo, cũng có môn phái chính đạo, thậm chí có người chính ma kim tu. Thái Tông Hoàng đế đại đường chính là cường giả chính ma kim tu, khai sáng Thiên Sách phủ, chú tâm phát triển, khiến cho Thiên Sách phủ phát triển thành một thế lực có thể ngồi ngang hàng với chính ma đại phái. Người khai sáng Trưởng Tôn phủ tên là Trưởng Tôn Vô Kỵ, chính là khai quốc công thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Hoàng hậu lại là quốc mẫu, gả cho Thái Tông, bởi vậy Trưởng Tôn gia địa vị hiển hách, đứng vững trăm ngàn năm không đổ. Lần này trưởng nữ Trưởng Tôn phủ xuất giá, các thế gia đại phiệt, các môn phái ở cảnh nội đại đường tất nhiên phải đến chúc mừng, cực kỳ náo nhiệt. Tiền bối, tôi đi thông báo một tiếng cho tổng quản Trưởng Tôn Thịnh, mời tiền bối chờ cho một lát. Diệp Húc chờ một lát, chỉ thấy Trưởng Tôn Thịnh vội vội vàng vàng đi ra, từ xa đã chắp tay cười nói: Diệp lão đệ, lần trước ở Hải Ngoại Tiên Khác, ngươi lừa lão phu thật thảm, thật thảm mà. Lão phu thẳng đến trước đây không lâu mới biết được ngươi không phải đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung, mà là phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông kìa. Lão cười ha hả, lập tức nhìn thấy Phượng Yên Nhu, không khỏi thất thần, thầm khen trong lòng: thế gian lại có cô gái thanh lịch thoát tục như thế, so với sư thiếp còn hơn rất nhiều kìa. Cái tên nhóc lừa đảo, mi tớ làm cái gì chứ? Trường Tôn Tước hiện ra phía sau lưng của Trường Tôn Thịnh, nhìn chằm chằm Diệp Húc, hừ lạnh một tiếng nói: à, tiểu Tước Nhi, mau gọi thúc thúc nào. Diệp Húc cười tủm tỉm trêu lại: trong túi thúc thúc có kẹo này. Trường Tôn Tước lại nghe thấy hắn nói ra những lời này, nghiến răng hận không thể vồ lên cắn hắn hai miếng, thở phì phì mà nói: hôm nay là ngày đại tỷ xuất gia, ta mới không thèm chấp nhận với ngươi kìa. Hey, tiểu Tước Nhi trưởng thành hơn nhiều rồi, thúc thúc ta thật là vui mừng. Diệp Húc vươn tay âu yếm vuốt đầu cô nhóc rồi cười nói. Trường Tôn Tước cảm thấy răng nanh càng lúc càng ngứa, rất có một loại xúc động muốn cắn người, tức giận đến suýt bạo đi. Nàng tuy rằng là đi theo phía sau Diệp Húc, nhưng một đường đi qua, quần áo phiêu động, phong thái vô hình phát ra, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người tân khách, dường như hôm nay nàng mới là nhân vật chính vậy. Trường Tôn Thịnh đi đến phía trước, đi lên yến hội, cười nói với thanh niên chủ quản: bất không công tử, vị này chính là trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông, phong chủ quan Tinh Phong, Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo đến đây để dự lễ. Trường Tôn Bất Không nghe vậy sắc mặt hơi hơi biến đổi, vội vàng đứng dậy chào đón, chắp tay cười nói: sao, Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo ư? Chẳng lẽ chính là Diệp Thiếu Bảo ở trong đại mạc Tây Hoang chém giết Túc Khánh Sơn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa sao? Diệp phong chủ đừng xa mà đến vì chúc mừng cho sám muội, Bất Không thụ sủng nhược kinh, phong chủ mời ngồi. Hắn là trưởng tử Trưởng Tôn phủ, lần này phụ trách an bài tiệc cưới của Trưởng Tôn sư thiếp. Tuy rằng hắn vẫn chưa gia nhập Thiên Sách phủ, nhưng tu vi cực kỳ thâm hậu, lại đã tu luyện đến nguyên thai, là người thừa kế Trưởng Tôn phủ, tương lai kế thừa chủ phủ chi vị. Hắn tự mình tiến đến mời Diệp Phúc ngồi xuống thượng vị bên trái để bày tỏ tôn kính. À, Bất Không huynh xin cứ tự nhiên. Diệp Phúc chắp tay tạ ơn, trực tiếp ngồi xuống. Phượng Yên Nhu ngồi bên cạnh Diệp Phúc vẫn không động đậy, ánh mắt lại lén lút quan sát xung quanh.
nàng ta xuất thân từ yêu tộc, với đám cưới của nhân loại cực kỳ tò mò. Giờ phút này, trường tôn phủ tràn đầy tân khách đều nhìn hướng Diệp Húc, có người nâng chén thể hiện thiện ý, là có người thì đầy địch ý. Diệp Phong chủ, một vũ sĩ bộ dáng đầu đà cười ha ha mà nói, nghe nói phong chủ ở Đại Mạc Tây Hoang giết cuồng đồ Úc Khánh Sơn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Úc Khánh Sơn chính là thiên tài không xuất thế của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Hiện giờ Tiểu Quang Minh Thánh Địa liên hợp Nguyên Thủy Thánh Tông và Thiên Đạo Tông truy nã ngươi toàn thế giới. Thật không ngờ phong chủ còn dám lộ mặt, thật sự là can đảm kinh người, làm cho người ta phải khâm phục mà. Lại có một người khác cười nói, Úc Khánh Sơn chính là Mộc Đức Cú Mang chi thể, tư chất tốt, thậm chí có người nói hắn ta tương lai có thể vấn đỉnh vua hoàng. Người này cậy tài khinh người, y vào có chính đạo Tam Đại Thánh Địa làm chỗ dựa cho hắn, hoành hành ngang ngược. Nhưng hắn ta quả thật lợi hại, được xưng là vô địch đồng cảnh giới. Chỉ cần cùng cảnh giới với hắn ta thôi, không ai có thể làm đối thủ. Thậm chí hắn còn có thể khiêu chiến với cao thủ cao hơn 10 cảnh giới nhỏ, chu sát vượt cấp, ngay cả cường giả Nguyên Thai Kỳ, Đại Thành đều chết trong tay hắn ta. Hiện giờ người này chết ở trong tay của Diệp Phong Chủ, tên tuổi của hắn lại thành toàn cho uy danh của Phong Chủ rồi. Lại có người lấy lòng mà nói, tu vi Diệp Phong Chủ không bằng với Úc Khánh Sơn, nhưng Úc Khánh Sơn lại chết trong tay Diệp Phong Chủ. Hiện giờ Phong Chủ có thể nói là nhân vật nổi tiếng nhất trong những người trẻ tuổi. Thậm chí có thể nói, tương lai Phong Chủ tất có thể vấn đỉnh vua hoàng, trở thành một thế hệ bá chủ. Diệp Phúc nhất nhất đáp lễ mà cười nói, Úc Khánh Sơn bất quá chỉ có hư danh, nếu gặp được các vị lão ca đây chắc chắn cũng sẽ chết vô cùng thê thảm. Mọi người cười ha ha, đột nhiên nghe thấy một thanh âm thản nhiên nói, Úc Khánh Sơn quả thật chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ có hư danh. Diệp Phong Chủ giết tên có hư danh kia, chỉ sợ cũng có chút hiếu danh vô thực rồi. Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã vũ sĩ trẻ tuổi thần thái cao ngạo ngồi ở phía dưới, không có ai ra gì, tự ý nâng chén rượu lên khẽ nhấp. Ồ, các hạ là... Quý chỉ Vương Phú, quý chỉ Kính Minh. Tên vũ sĩ trẻ tuổi kia đặt chén rượu xuống, thản nhiên mà nói, ta 12 tuổi thành tựu võ đạo tiên thiên, 30 năm tuổi khổ tu thành nguyên đan, bước tiến vững vàng, cũng không phải loại thiên tài dựa vào kỳ ngộ mà lên như Úc Khánh Sơn và Diệp Phong Chủ đâu. Mặt của hắn mang theo lại khiêu khích, khẽ cười nói, Diệp Phong Chủ, nói không bằng làm, không bằng chúng ta so đấu một hồi, xem ai mới là nhân vật tuổi trẻ nổi tiếng nhất đi. Ồ, không có hứng thú. Diệp Phúc nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười mà nói, hôm nay là ngày mừng của sư thiếp, tiểu đệ không muốn giết người. Hắn nay náy mà cười nói, quý chỉ huynh nếu muốn chết có thể đợi đến ngày mai mà. Sao? Họ Diệp kia, ngươi nhiều lần từ chối, chẳng lẽ là sợ ta sao? Trên đỉnh đầu của quý chỉ Kính Minh đột nhiên hiện ra hai cái kim giản. Hai cái kim giản này đột nhiên lần lượt lồng vào nhau, phát ra tiếng vang leng keng, hóa thành hai con kim dao bơi qua bơi lại ở trên đỉnh đầu của hắn, tràn ngập yêu khí và khí thế hung ác nồng đậm. Hôm nay thanh danh của ngươi tất sẽ thành toàn cho ta hết thảy. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ hướng Phượng Yên Nhu, cười ha ha mà nói, Diệp Phong Chủ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, không bằng đặt cược cô gái bên cạnh ngươi đi, nếu như ngươi thua tặng cô ta cho ta làm thiếp, sao, như thế nào? Diệp Húc sắc mặt chuyển lạnh, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Trường Tôn bất công bước lên khuyên bảo hai người, hai vị đừng có tức giận, hôm nay là ngày hỷ của sáu muội mà. Thể diện của Bất Công huynh, tiểu đệ đương nhiên sẽ cho, sẽ không giết người trên hôn lễ của sư thiếp. Bất Công huynh có thể yên tâm được. Trường Tôn Bất Công vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Diệp Phúc khẽ mỉm cười, ánh mắt rất lạnh, thản nhiên mà nói, nhưng mà hắn nhục mã bằng hữu của ta thì không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn ta được. Hắn quay đầu nhìn về phía Úy Chỉ Kính Minh, hạ giọng mà nói, rượu có thể ở loạn uống, thế nhưng lời không thể nói loạn được. Ngươi muốn mượn thanh danh của ta để thành toàn uy danh của ngươi, điều này không trách ngươi. Nhưng ngươi nhục mạ bằng hữu của ta, đáng chết vạn lần. Niệm tình hôm nay là ngày hỷ của sư thiếp, ta tha cho ngươi một mạng, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Sao? Phế bỏ tu vi của ta sao? Úy Chỉ Kính Minh ngẩn ra cười ha hả, điềm nhiên mà nói, ta trải qua trăm trận chiến, khi thành danh ngươi còn chưa sinh ra trên đời này kìa, chỉ bằng vào ngươi cũng dám chưng cháo như vậy, muốn phế bỏ tu vi của ta sao? Hai con kim dao do kim giản hóa thành trên đỉnh đầu của hắn giơ nanh múa vuốt xoay quanh đỉnh đầu mọi người, lân phiến vàng rực lớn như tấm khiên. Hai con kim dao này mỗi một con đều dài hơn trăm thước,
Đây cũng không phải là kim giao chân chính, mà là kim giao chi khí, dùng tinh khí kim giao luyện chế thành vũ bảo. Hắn dùng tinh khí hai con kim giao luyện chế hai cái kim giản này, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành kim giao chi khí chấn áp đối thủ. Hôm nay ta không muốn giết ngươi, cũng chỉ phế bỏ tu vi của ngươi thôi, làm cho ngươi phải quỳ xuống trước mặt mọi người. Quỳ xuống cho ta. Úy chỉ Kính Minh cười lạnh, hai con kim giao chi khí bùng lên, đều giơ móng vuốt ra chụp tới Diệp Húc, định ấn hắn xuống, khiến hắn quỳ xuống trên mặt đất. Diệp Húc ngồi yên bất động, một khẩu đại đỉnh hiện lên, trong đỉnh một bàn tay to thò ra phía trước, két một tiếng, hai con kim giao chi khí này liền bị bàn tay kia bóp nát hết. Bàn tay run rẩy chụp tới Úy chỉ Kính Minh, bao phủ quanh thân của hắn. Úy chỉ Kính Minh sắc mặt kịch biến, bị năm ngón tay vây khốn, va đụng trái phải, năm đầu ngón tay kia giống như trụ trời vậy, khiến hắn đụng cho đầu chảy máu, cũng không thể đột phá đi ra. Điều khiến cho hắn không thể tưởng tượng được chính là, từ đầu đến cuối, Diệp Phúc căn bản không có động thủ, mà là dùng một chiêu vô pháp liền vây khốn hắn. Diệp phong chủ, thủ hạ lưu người. Trường Tôn mất không không đành lòng, lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Phúc nâng chén rượu lên, mỉm cười nói: ta đã nói rồi, ta sẽ không giết hắn, thì sẽ không giết hắn. Bất công huynh, mời. Trường Tôn bất không vội vàng nâng chén rượu lên, còn chưa kịp uống chỉ thấy năm ngón tay kia càng lúc càng siết chặt lại, xuyên qua cơ thể của Úy chỉ Kính Minh, dường như có hình mà không có chất vậy. Úy chỉ Kính Minh sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, thân thể đã không có một nửa lực lượng. Bàn tay chân nguyên của Diệp Húc kia mở ra, chỉ thấy một quả nguyên đan hiện ra trong lòng bàn tay, chuyển động xoay tròn. Quả nguyên đan này đúng là nguyên đan của Úy chỉ Kính Minh, chỗ ở của tu vi toàn thân bị Diệp Húc cưỡng ép bắt ra từ trong cơ thể của hắn, chặt đứt liên hệ giữa hắn và nguyên đan. Diệp phong chủ, có thể không? Trường Tôn bất không định mở miệng xin cho Úy chỉ Kính Minh, đột nhiên bàn tay kia của Diệp Húc nắm chặt lại, quả nguyên đan kia lập tức vỡ vụn, hóa thành từng luồng thiên địa nguyên khí mà tan đi. Quả nguyên đan này vỡ nát, tu vi của Úy chỉ Kính Minh hoàn toàn bị phế, không còn chút nào, bị đánh thành phế nhân. Mọi người liếc nhau, mặc dù ở đây có rất nhiều kẻ có tu vi cao hơn xa Diệp Húc, nhưng nhìn thấy loại thủ đoạn này của Diệp Húc vẫn cảm thấy kinh hãi không ngừng. Diệp Húc nhìn về phía Úy chỉ Kính Minh, mỉm cười mà nói: từ trước tới nay, kẻ đối đầu với ta đều biết rằng ta xuống tay rất ít khi lưu lại người sống, nhưng hôm nay là ngày vui của sư thiếp, không nên thấy máu, cho nên ta tha cho ngươi một mạng. Úy chỉ huynh, nếu muốn báo thù có thể chờ đến lúc tiệc cưới kết thúc kìa. Giọng của hắn nhàn nhạt, nhưng khí độ đại hào ma cũng hiện ra không thể nghi ngờ, làm cho người ta phải dùng mình. Lúc này mới nhớ tới, không chỉ là thiên tài Tân Tú đã đánh chết Úc Khánh Sơn, mà đồng thời cũng là trưởng lão đại phái ma đạo, lấy tàn nhẫn mà nổi danh Hoàng Tuyển Ma Tông. Đúng vào lúc này, trên khoảng không Trường Tôn phủ đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Diệp phong chủ, Hoàng Tuyển Ma Tông thật sự có khí phách mà, khó trách dám bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số bông hoa từ trên trời rơi xuống, hương hoa lan khắp nơi. Một gã nam tử trẻ tuổi phong độ hạ xuống trên đám hoa, chân dẫm lên hoa, thản nhiên đi tới vái chào một cái, cười nói: bất công huynh, tiểu đệ hôm nay tới vội, không biết là ngày đại hôn của lệnh muội, quên mang theo quả mừng, còn mong bất thân không huynh thứ lỗi cho. Trường Tôn bất không cũng quyết đáp lễ, cười nói: độc cô phong huynh có thể đến là đã cho Trường Tôn phủ chúng ta mặt mũi rồi. Tiểu đệ nghe nói độc cô huynh đi tới Thiên Yêu Cung, định cưới hòn ngọc quý trên tay của yêu chủ Thiên Yêu Cung, mà sao lại trở về nhanh như vậy? Độc cô phong chính là trưởng tử độc cô gia, thực lực cực kỳ thâm hậu, là cao thủ trẻ tuổi nổi danh ngang Trường Tôn bất không. Độc cô gia chính là một trong bát đại thế gia đại đường, truyền thừa thâm hậu, tuy so kém với những vô hoang thế gia cổ xưa như Đông Hoàng Khoa Phụ, nhưng là có thể sánh ngang với Mộ Dung và Vũ Văn gia. Độc cô phong khẽ mỉm cười, ánh mắt quét về phía Diệp Húc, thản nhiên mà nói: còn không phải có kẻ to gan lớn mật dám bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung, làm hại ta không thể ký áp quần hùng đạt được hạn nhất hay sao? Mà tất cả đó đều là nhờ Diệp phong chủ ban tặng cho cả. Sao? Diệp phong chủ cướp đi hai vị công chúa Thiên Yêu Cung ư? Mọi người cùng đồng loạt biến sắc, cùng nhìn hướng Diệp Húc, dường như định nhìn xem đỉnh đầu của hắn có viết bốn chữ sắc đảm bao thiên hay không. Diệp Húc ngoài cười nhưng trong không cười nói: buồn cười, buồn cười, tiểu đệ chỉ là đúng dịp đi ngang qua, vừa lúc gặp phải mà thôi, nội tình trong đó không thể nói ra bên ngoài được. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Xem tình hình này, vị Diệp phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông này quả thật là sắc đảm bao thiên, không ngờ dám xâm nhập Thiên Yêu Cung ở lúc
yêu chủ mời tuấn kiệt trẻ tuổi khắp thiên hạ để Khổng Tước chọn rể, bắt cóc hai vị công chúa yêu tộc đi. Trong thiên hạ còn có chuyện gì Diệp Phong chủ này không dám làm hay sao? Hey, ngay cả con gái yêu chủ cũng dám bắt cóc bỏ cháy. Úy chỉ Kính Minh khiêu khích với tên ngông cuồng này, thật là muốn chết mà. Ta nghe nói Ứng Tông Đạo, Hoàng Thuyền Ma Tông khi còn trẻ từng làm cho thiên hạ đại loạn, dẫn tới vô số người đuổi giết, khiến cho hắn tạo uy danh hiển hách kìa. Hiện giờ Diệp Phong chủ lại cũng không kém, bắt cóc con gái yêu chủ, lần này không ít tuấn kiệt trẻ tuổi hận không thể giết hắn cho hả giận đây. Độc Cô Phong nhìn chằm chằm Diệp Húc, mỉm cười mà nói: Diệp Phong chủ, người bắt cóc hai người con gái của yêu chủ đã hạ lệnh, nếu ai có thể lấy được đầu của người mang tới gặp ông ta, người đó sẽ là con rể của ông ta kìa, phò mã của Thiên Yêu Cung, dưới một người trên vạn người. Trong thiên hạ này có không biết bao nhiêu người muốn giết người, thật không ngờ ở cái nơi này lại hội ngộ các hạ. Xem ra đây là ý trời rồi, muốn ta trở thành phò mã Thiên Yêu Cung rồi. Khí thế của hắn ta như có như không phát ra, áp hướng Diệp Húc, nặng tựa như núi. Lức nhìn Phượng Yên Nhu một cái rồi mỉm cười nói: Tiểu công chúa đừng có kinh hoàng, ta giết xong tên cuồng đồ này, giải cứu nàng thoát khỏi ma trướng. Khí thế của hắn càng ngày càng nặng, điềm nhiên mà nói: Diệp Phong chủ, hôm nay là ngày vui của sư thiếp, ngươi để đến mai chết hay là đi ra ngoài thành, để ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường đây. Diệp Húc khẽ nhíu mày, từ lúc hắn gặp Khổng Tước và Phượng Yên Nhu, hắn liền biết được sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ rằng nó tới nhanh như vậy, còn chưa đến một ngày đã có kẻ tìm tới cửa. Độc Cô huynh muốn giết Diệp cùng đồ, em là phải xếp hàng mới phải. Lại có một kẻ từ trên trời hạ xuống, người này đầu báo mắt vòng, long hành hổ bộ, khí thế bức người, nhìn hướng Diệp Húc ánh mắt chớp động. Vi Đà Vi Gia của đại đường ra mắt Diệp Phong chủ, vì mộ cũng muốn mượn cái đầu của Diệp Phong chủ dùng một chút đây. Ồ, thật là khéo quá đi, Đậu Trọng Sơn Đậu Gia ta cũng muốn mượn đầu Diệp Phong chủ dùng một lát đây. Lại có một người nữa đi vào Trường Tôn phủ, thản nhiên nói: Lấy được đầu Diệp Phong chủ liền là phò mã của Thiên Yêu Cung, cái loại chuyện tốt này đến đâu tìm được nữa đây. Một khi đã như vậy, Lý Gia Thiên Vương phủ ta sao lại không tham dự được. Bên trong rất nhiều tân khách, đột nhiên có một kẻ cười đứng dậy, đó là đệ đệ của Lý Huyền Cơ, Lý Huyền Phong. Hắn ta chính là người thay huynh trưởng Lý Huyền Cơ đón dâu. Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người đang làm khó Diệp Húc, tính toán giết hắn trở thành con rể yêu chủ Thiên Yêu Cung, cũng không nhịn được mà đứng ra. Nếu như Lý huynh ra tay, Nguyên gia ta sao lại có thể lạc hậu được. Lại có thêm một gã trẻ tuổi từ trong tân khách đứng dậy, mỉm cười nói: Những người này chính là nhân vật kiệt xuất trong bát đại thế gia đại đường, ngoại trừ Trường Tôn gia không ai tham dự, những thế gia khác đều có cao thủ trẻ tuổi đứng dậy. Bọn họ tu vi không kém, cũng giống như Trường Tôn Bất Không, đều là cao thủ đã tu luyện đến huyễn thai kỳ. Hơn nữa bọn họ chính ma kim tu, thực lực đều cực kỳ hùng mạnh. Những người này đứng chung một chỗ, khí thế sung đãng, khiến bên trên tiệc mừng dòng nước ngầm cuồn cuộn. Vũ sĩ Tam Thai Cánh, từ khi ta còn ở Đồng Quan đã lên sát thai kẻ, các ngươi cùng sông lên cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Diệp Phúc chậm rãi đứng dậy, mỉm cười mà lên tiếng: Ngày vui của Trường Tôn gia cũng là ngày đại tang của các thế gia đại đường khác, thật là đáng tiếc cả. Nếu như các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi vậy. Ở trong thành không tốt để động thủ, vẫn là đi ra bên ngoài, ta tiễn tất cả các ngươi lên đường, sau đó lại đến uống rượu mừng của sư thiếp vậy. Không cần phải ra bên ngoài, một chiêu của ta liền có thể giết ngươi. Lý Huyền Phong đột nhiên bùng lên, vươn người đánh tới Diệp Húc. Diệp Húc quay đầu nhìn hướng hắn, trong mắt hai luồng thần quang một đen một trắng kích bắn ra, chỉ thấy âm dương nhị khí quét qua, đầu của Lý Huyền Phong lập tức rơi ra, phơi thây tại chỗ. Đường đường là cường giả huyễn đan kỳ, ngay cả một chiêu còn chưa đánh ra đã chết ngay tại chỗ, chết cực kỳ dứt khoát, cực kỳ gọn gàng. Thi thể của hắn còn chưa rơi xuống, Diệp Húc phất tay áo một cái, thái dương chân hỏa trào ra, đốt cho xác chết của hắn không còn một mẩu. Một chiêu liền giết chết cao thủ huyễn thai kỳ, khó trách có người gọi Diệp Thiếu Bảo Hoàng Tuyển Ma Tông là Diệp Lão Ma. Mọi người hoảng sợ trong lòng, đám người Độc Cô Phong lại khiếp sợ vạn phần. Tuy rằng Lý Huyền Phong không có đề phòng, nhưng một chiêu liền bị Diệp Húc giết chết, làm cho bọn họ sợ không thôi, liền có ý rút lui. Độc Cô Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trong hai mắt Diệp Húc có hai hàng huyết lệ từ từ chảy xuống, ánh mắt có chút mờ mịt, thấy không rõ tất cả trước mắt, trong lòng liền lập tức vui vẻ. Nghe nói âm dương nhị khí khiến cho thân thể gánh vác quá lớn, ngay cả ta cũng không thể khống chế loại bảo vật này được. Xem ra
hắn cố ý vận dụng âm dương nhị khí, đã tổn thương thị lực rất lớn, cách mù cũng không xa nữa rồi. Đám người Vi Đà cũng chú ý tới điểm này, trong lòng thở phào. Chỉ thấy Diệp Húc giơ tay đặt lên bờ vai của thiếu nữ bên người, dường như nhờ tiểu công chúa Thiên Yêu Cung chỉ điểm mới có thể phân rõ đường, trong lòng lập tức liền hiểu rõ. Hắn ta quá tham công, cưỡng ép tế luyện âm dương nhị khí, thị lực hao tổn thái quá, cách mù không xa nữa rồi. Ồ, vừa rồi hắn ta có thể giết Lý Huyền Phong dựa vào lật tay, nghe được vị trí của Lý Huyền Phong. Người như thế, giết hắn quá đơn giản, quả thực không cần tốn quá nhiều sức rồi. Hắn quả thực sắp mù rồi, sắp mù rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 68 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Đêm hôm thì chắc là không đọc dài được rồi. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại ở tập 69.